Chào mừng bạn đã đến với Cityland. Hôm nay, mình xin chia sẻ với mọi người về chủ đề những lưu ý quan trọng khi bạn lao động và làm việc tại Cộng hòa Séc. Các bạn sắp, đang và đã lao động ở Cộng hòa Séc cần biết rõ một số điểm quan trọng này để đảm bảo quyền lợi cho mình đối với chủ lao động đúng theo luật Cộng hòa Séc. Cộng hòa Séc. 1. Trước khi đến làm việc, chủ lao động buộc phải làm giấy phép lao động cho bạn. Nếu đi làm không có giấy phép lao động có nghĩa là bạn đang làm chui và chủ lao động đang trốn thuế. Nếu thanh tra lao động kiểm tra thì cả chủ và lao động sẽ bị phạt, nhẹ thì phạt tiền, không thì ngồi tù. Hiện nay tình trạng chủ công ty chưa có giấy phép lao động mà đã cho người lao động đi làm là khá phổ biến. 2. Khi có giấy phép lao động thì chủ lao động phải ký hợp đồng lao động, đóng thuế và đóng bảo hiểm cho bạn. Bạn có thể đăng ký tài khoản bảo hiểm online. Nếu chủ lao động đóng đủ bảo hiểm thì trên bảo hiểm online phải có số tiền đóng, mức lương khai thuế và bảo hiểm phải ít nhất là mức lương tối thiểu theo luật Cộng hòa Séc. Nếu chủ lao động không đóng hoặc trì hoãn đóng bảo hiểm, đóng thấp dưới mức lương cơ bản, là họ đang cắt tiền bảo hiểm của bạn bỏ vào túi họ và hậu quả là bạn sẽ không thể ra thẻ hoặc nối thẻ về sau vì đóng bảo hiểm không đủ. Hãy tìm những công ty làm ăn tử tế, minh bạch rõ ràng, đừng chỉ vì hơn vài đồng lương cầm tay mà lại mất quyền lợi khác lớn hơn như bảo hiểm, thẻ ID để sinh sống lâu dài ở Cộng hòa Séc. Bạn nào cần hỏi chi tiết hơn có thể comment hoặc inbox trực tiếp, mình sẽ sẵn sàng tư vấn, giúp đỡ miễn phí. Hãy liên hệ ngay với cityland.eu để nhận chương trình tư vấn miễn phí cùng chuyên gia về di trú, hoặc truy cập vào website www.cityland.eu để biết thêm về giá các chương trình định cư tại châu Âu và nhận miễn phí bộ tài liệu 100 bí quyết sống và khởi nghiệp thành công tại châu Âu. Chúc anh chị có một ngày tuyệt vời, chúc cho cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu ngày một phát triển.